mình hoặc rất nhiều bạn thì chiếc điện thoại đã ra mắt một thời gian rất là lâu, nhưng bây giờ lượng người chơi mới thì vẫn còn. Và đối với chúng ta, những người chơi lâu thì khi quay về với những bộ chiến cơ cũ thì các bạn sẽ nghĩ thế nào? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những bộ chiến cơ ngay từ thời kỳ đầu của chiếc điện thoại vừa ra mắt chúng ta được chơi. Nhưng mình nghĩ những bộ chiến cơ đó thì các bạn trải qua thời gian rất là ít. Hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu cho các bạn về những bộ chiến cơ của thời kỳ đầu. Thì mình cũng đã sưu tập đủ tất cả những bộ chiến cơ từ lúc mới ra mắt đến giờ. Nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dần dần. Như các bạn thấy ở đây, đây chiến cơ đầu tiên của chúng ta là con tim kích. Khi vào trò chơi thì các bạn đã sử dụng con này. Đó. Thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về bộ cơ này trong video ngày hôm nay. Dần dần mình sẽ giới thiệu đến các bạn những bộ chiến cơ tiếp theo ở phía trên này và tất cả những bộ chiến cơ về sau. Đầu tiên mình sẽ trang bị một bộ tiêm kích. Thì ở đây mình chỉ trang bị một bộ tiêm kích F75 để giới thiệu đến các bạn. Tại vì những bộ chiến cơ này bây giờ mình chơi lại thì chủ yếu cho các bạn là ôn lại kỷ niệm và cùng xem những hiệu ứng của nó trong thời kỳ đầu, mà có thể là qua thời gian chúng ta đã bị lãng quên. Chỉ vậy thôi. Đó, các bạn thấy là đây là một bộ tiêm kích hoàn chỉnh. Tên lửa tri sát đúng rồi đó các bạn. Và tàu con thì nó là súng cano. Mình coi lại cho chắc. Đó, súng cano. Thì ở đây mình đã có một bộ tiêm kích F75. Đây là một đồ họa hoàn chỉnh của nó. Bây giờ mình sẽ sử dụng bộ tiêm kích F75 này trận chơi thách đấu cho các bạn cùng xem. Ở đây thì nó có chế độ chơi bay cùng bạn bè, tích lũy 8 triệu điểm. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng bộ này chơi với bạn bè thì nó sẽ hiệu ứng của nó sẽ bị chồng, dẫn đến là không có nắm rõ hơn về cái bộ này. Cho nên là mình sẽ chơi thách đấu ở dạng là thách đấu đơn. Thì xin mời các bạn cùng mình đến với bộ tiêm kích.
Còn nguyên si nên cái bài qua bài lại như vậy.